Và bây giờ anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thông viết về người Sài Gòn. Tác giả Nguyễn Thông viết ông bạn tôi, người một thời đồng nghiệp với tôi hơn 20 năm cũng nhập tịch Sài Gòn cách nay đã gần nửa thế kỷ mà nói chính xác là 44 năm đã chốt lại bằng một câu chắc nịch khen người Sài Gòn có mà khen cả ngày chưa hết. Đó là thứ thu hoạch từ mắt thấy tai nghe, lòng cảm nhận trực tiếp sau hơn nửa đời gắn bó với thành phố yêu thương, sôi động, nghĩa tình. Vẻ đẹp của mỗi thành phố chả riêng gì Sài Gòn, thật là muôn hình vạn trạng. Tháng 4 năm 1977 tôi đeo ba lô tuột xuống chiếc cầu thang đung đưa của tàu khách biển Thống Nhất, lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn. Cảm giác ban đầu như thế nào thì do lâu quá nên cũng nhạt quên rồi, chỉ còn nhớ lúc thả bộ trên đường Hàm Nghi để tìm đường về cơ quan, thấy choáng ngợp bởi những tòa nhà cao tầng, cao vút, cao vút như chấm tận trời xanh, khiến mình ngước mãi mỏi cả cổ. Lâu nay sống ở Hà Nội, Hải Phòng, những thành phố lớn nhất miền Bắc, quen với tầm nhìn chiều cao nhà cửa chỉ khoảng 4-5 tầng là kịch trần. Giờ thì bị ngợp, đến mãi nhiều khi vẫn còn nhầm, 10, 12 hay 14 tầng nhỉ. Ngó gần đó, trên đường Nguyễn Huệ lộng lẫy, tòa nhà Imexco sừng sững những 16 tầng, như là một cái thứ kỳ quan ấy ban đầu ấn tượng, vẻ đẹp về Sài Gòn cứ đơn giản bằng trực giác như thế. Rồi càng sống, càng gắn bó, càng hiểu Sài Gòn đẹp nhất, dễ thương nhất, đậm sâu nhất không phải là những cái thứ bề mặt này, mà chính là con người. Nhất là lòng tốt tự nhiên giản dị của người Sài Gòn. Sài Gòn dễ thương là nơi khởi đầu của những quán cơm 2.000 đồng mà người chủ trương là nhà báo kỳ cựu Nam Đồng cùng bè bạn của ông. Cơm 2.000 cái giá ấy chỉ có tính tượng trưng, thực chất là từ thiện gần như miễn phí đối với bà con hoàn cảnh khó khăn, những sinh viên nghèo thiếu thốn, những người nhập cư chưa có việc làm ổn định, em bé bán vé số, chị ve chai, anh phụ hồ. Sau hàng loạt quán cơm như vậy, đã phát sinh thêm những biến thể đáng yêu như là bánh mì miễn phí, phở từ thiện, ghi thêm bao dấu ấn đẹp đẽ đầy chất nhân văn ở thành phố cực kỳ sôi động và ấm áp tình người này. Có lần trò chuyện cùng bác Nam Đồng, tôi lẫn mẫn hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến danh thơm tiếng tốt trong vụ quán cơm 2000 này chưa? Ông cựu chủ bút báo cười bảo nếu mà nghĩ thì đã không làm. Ra vậy, làm việc tốt không phải để cầu danh. Hầu hết người Sài Gòn dù giàu hay nghèo, người có chức vị lẫn người bình thường đều như vậy. Thậm chí, làm việc tốt xong rồi quên, ở Sài Gòn, đã từ lâu mọi người quen với hình ảnh thùng nước uống miễn phí bên đường dành cho người qua lại. Hớp nước dành cho người nghèo, người lỡ độ đường trong cái nắng phương Nam gây gắt, thật quý biết bao. Một cô là chủ công ty nho nhỏ kinh doanh dược phẩm hàng xóm nhà tôi. Kể cho tôi nghe có lần đang đi trên đường Võ Văn Tần quận 3, gần khách sạn Victory. Xe khi dừng đèn đỏ, cô thấy có thùng nước từ thiện ven đường mấy người bán vé số bán hàng rong đang súng xít uống. Thế là về nhà thì bắt trước làm thôi, chả có nghĩ ngợi cao xa gì. Sắm thùng inox, ly inox đặt ở góc cây cửa nhà, đưa ra hôm trước, hôm sau thì mất. Chưa kịp mua cái khác, đành dùng tạm thùng nhựa. Bữa sau có người bí ẩn, kín đáo đem đến trả lại chiếc thùng inox ấy. Cả hai cái ly nữa kèm theo mấy chữ xin lỗi viết ngoạch ngoạc sai chính tả việc làm tốt đẹp đầy tình người của cô đã lay động cả suy nghĩ của những người có hành vi sai trái từ bấy giờ đi thùng nước để suốt từ sáng đến tối trước nhà chẳng ai trông coi không hề có dây xích khóa khoáy gì cả mà chả hề suy xuyển Nhớ hồi cuối tháng Giêng năm 2016, dường như ai cũng cảm động khi báo chí đăng ảnh một nhà hảo tâm ở đường Cách mạng tháng 8 quận 3 mua gạo ngon đóng thành bịch 5 kg, xếp cả đống ven đường trước nhà với tấm biển đề là gạo miễn phí, mỗi người lấy một gói ăn Tết. Qua Tết miễn phí, mỗi người lấy một phần. Bạn tôi sau khi chạy xe máy đến tận nơi mục kích cho chính xác 100%, quay về tấm tắc bảo từ thiện kiểu ni có lẽ chỉ có ở Sài Gòn tất nhiên không phải ai cũng tham lam ào vào lấy quà bởi vì có những người khá giả người chưa đến mức khó khăn đều hiểu rằng gạo này dành cho người nghèo mà ngay cả người nghèo cũng chỉ tự động lấy một phần không lấy thứ dành cho người khác đó vừa là lòng tự trọng vừa là nét văn hóa đặc trưng của người sài gòn người nam bộ bạn tôi nói thêm nhận từ thiện kiểu vậy nghèo vẫn đầy tư cách cũng chỉ thấy có ở sài gòn Gần đây nhất, khi dịch Covid-19 hoành hành, nhà máy xí nghiệp đóng cửa, nhiều người lao động bị mất việc làm, đời sống ngày càng khó khăn, thậm chí là có thể đói. Người Sài Gòn không chỉ tình nghĩa mà đầy sáng tạo. Cây gạo ATM ra đời, vừa giúp được người cơ nhỡ khó khăn, vừa đảm bảo chống dịch. Lúc đầu chỉ có một cây ở một quận, nhưng lòng tốt lan tỏa rất nhanh. Chỉ vài ngày sau, ATM gạo mọc lên khắp nơi, quận này, quận khác, rồi về các tỉnh thành. Người thanh niên Sài Gòn chủ của sản phẩm cây gạo nhân nghĩa mỗi lần được hỏi về đứa con của mình đều e ngại một cách rất dễ thương rằng em không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi. Vậy đó, rất là Sài Gòn. Không khó gì khi ta muốn tìm tòi những vẻ đẹp lòng tốt của người dân thành phố này. Đầu đó dễ bắt gặp những bác thợ sửa xe quần áo lấm lem đầy dầu mỡ, chân tay đen đúa sạm nắng hì hụi làm việc trong tiệm dưới gốc cây ven phố vẫn để tấm biển đề là sửa xe miễn phí cho sinh viên. Lại nhớ, sinh viên, nhất là sinh viên quê nông thôn, vốn nghèo, luôn là đối tượng được các nhà hảo tâm Sài Gòn quan tâm chăm chút. Cho ăn cơm 2 ngàn, sửa xe miễn phí, rồi có cả một bác ở gần khu đại học quận Thủ Đức sắm chiếc xe ba gác máy chỉ làm nhiệm vụ chuyên chở đồ miễn phí cho sinh viên. Xe bị mất, nơi nào mà chả có kẻ gian kẻ tham kẻ xấu có ngay những nhà hảo tâm bình dân khác đến giúp tiền cho bác để mua xe mới để lòng tốt tự nhiên không bị đứt đoạn trên đường bùi thị xuân quận nhất trong dãy cửa tiệm sáng trưng sạch sẽ và lộng lẫy có một salon hớt tóc đẳng cấp chả kém gì những nhà cùng phố nhưng dựng ngay cái gốc cây trước cửa một cái tấm bảng thật to để một cái dòng chữ thật là dễ thương. Hớt tóc miễn phí cho những người bán vé số, ve chai, người nghèo, người già cô đơn. Rồi chỗ chân cầu Nhị Thiên Đường có một sạp bán hộp gà ta, trứng gà ta đó quý vị. Ai muốn mua bao nhiêu, mấy chục thì cứ tự nhặt, tự khai báo rồi tự trả tiền. Tôi hỏi đùa cậu bán trứng, thế nhỡ người ta gian dối thì làm sao? Cậu cười bảo ai mà thèm. Thương xót người cần lao, trọng nghĩa trọng tình, Đất Nam Bộ, nhất là Sài Gòn, có những con người đầy chất lục vân tiên, phóng khoáng, rộng mở, hào hiệp, lại cộng thêm tấm lòng bao dung nhân ái vốn có của người dân nước Việt. Thật đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và yêu thương. Lòng tốt tự nhiên, ý thức cộng đồng cũng tự nhiên. Với Sài Gòn, dường như sẵn trong máu, trong mỗi tế bào, dù ai ở đâu đến nhập tịch nhập cư cũng được nạp vào cái máu ấy, tế bào ấy để trở thành người Sài Gòn. Lẫn thẫn nghĩ, đến ngày nào đó sẽ có cái câu thành ngữ tự nhiên như người sài gòn nhưng là thứ tự nhiên đẹp tuyệt đẹp cái lặng lẽ âm thầm chả cần phải đúc kết theo cái kiểu chẳng thơm thì cũng thể sài gòn ngẫm lại đúng như ông bạn đồng môn tôi nhận xét khen người sài gòn có mà khen cả ngày cũng chưa hết